Người Ukraine thân Nga biểu tình bên ngoài trụ sở vùng Crimea, tin từ Sofiropol. Số người biểu tình bên ngoài trụ sở nghị viện vùng Crimea tại thủ phủ Sofiropol đã càng ngày càng đông trong suốt ngày thứ Năm. Trụ sở đã bị thành phần vũ trang chiếm đóng từ mờ sáng nay. Những người chiếm đóng đã treo quốc kỳ Nga bên ngoài trụ sở. Hiện không rõ thành phần vũ trang chiếm đóng các trụ sở chính quyền vùng Crimea là thành phần nào. Nhưng nhân chứng nói rằng họ là những người nói tiếng Nga. Ông Gennady Slavsov là một người biểu tình nói rằng chính quyền mới ở Kiev là bọn băng đảng, kẻ thù của những người nói tiếng Nga. Chúng có thể dùng vũ lực để giết hết người nói tiếng Nga ở miền Đông Nam. Một người tổ chức biểu tình đã đọc một lá thư tuyên bố giới lãnh đạo mới là thành phần bất hợp pháp. Ông Viktor Yanukovych vẫn còn là tổng thống của Ukraine. Hạm đội Hắc Hải của Nga đóng căn cứ ở Sevastopol nằm trong vùng Crimea.